Kính thưa hương hồn cụ Ngô Thị Ký, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể gia đình tang quyến. Được tin cụ Ngô Thị Ký do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 28 tháng 9 năm 2024, tức ngày 26 tháng 8 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 95 tuổi. Cụ là mẹ đẻ đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Đoàn viếng đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn xin dâng vòng hoa thắp nén tâm nhang kính viếng hương hồn cụ và xin được chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia đình tang quyến. Để viễn biệt cụ về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu, đoàn xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, một phút mặc niệm đã trôi qua. Truyền lời của gia đình của ban tổ chức tang lễ, sau khi làm lễ xong, kính mời quý đoàn đôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang quyến. Gia đình xin cảm ơn. Nhận được tin cụ tuổi cao sức yếu 250 về với tiên tổ, lễ viếng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trở về trước linh sàng cụ, đặt vòng hoa tươi, dâng lễ viếng tuần nhang để kính chúc vong linh hương hồn cụ ra đi, cụ về cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu, linh thiêng cụ về phù hộ độ trì cho gia quyến mạnh khỏe bình an. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, đoàn xin kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Vâng, một phút mặc niệm đã trôi qua. Truyền lời của gia đình sau khi làm lễ xong, ngồi đoàn ra bàn uống nước chia buồn cùng tang quyến. Gia đình xin cảm tạ biết ơn. Về chức linh sàng là lễ viếng của nhóm bằng hữu là bạn của anh Tuấn về đây thắp nén nhang thơm để cầu chúc cho vong linh hương hồn cụ xa đi thanh thản về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, chúng cháu xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Vâng, sau khi làm lễ thắp hương xong, mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn cùng tang quyến. Gia đình xin cảm ơn. Ở trước linh sàng của cụ là lễ viếng của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên Techco về đây sân lễ viếng vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Vâng, sau khi làm lễ xong, mời đoàn ra bàn uống nước chia buồn cùng tang quyến.
đình tăng chủ. Hôm nay được tin cụ 250 về theo tiên tổ. Gia đình chúng cháu là con cháu thông gia với con gái cụ là ông bà Thái Oanh đã về đây, lòng thành xin thắp một tuần nhang, dâng lên kính lễ minh mang nghĩa tình. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt, chúng đoàn con cháu chúng cháu xin được mặc niệm cụ một phút, mặc niệm một phút bắt đầu. Thắp nén nhang thơm để cầu chúc cho vong linh hương hồn cụ ra đi thanh thản về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Vâng, truyền lời của gia đình, sau khi làm lễ xong mời các bác ra bàn uống nước, chia buồn cùng tăng quyến, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Cháu Hoàng Minh Thi của bà đây, tử thanh hóa trong quân dã đến cửa đến nhà. Để được cầu chúc cho vong linh hương hồn cổ, ra đi thanh thản, cụ về nơi suối vàng, an giấc nghỉ ngàn thu. Vâng, sau khi làm lễ xong mời các bác ra bàn uống nước, chia buồn cùng tang quyến, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mẹ ơi, chắp tay quần vải này mẹ ơi, sao mẹ để con gái cả của mẹ đây? Con gọi mẹ suốt giờ đêm qua đến bây giờ mẹ nói một lời rồi chỉ là một là ngày xưa khổ cực tối tăm, mẹ vất vả nuôi con lớn khôn trưởng thành. Mẹ ơi, mà con gái cả tuyết đây con chưa báo đáp được gì cho mẹ. Mẹ ơi, ngày hôm nay thì mẹ đã xuống bỏ bụi trần, mẹ về với tổ tiên xưa bất mừng rồi. Cô Kỳ ơi, cô có nhìn cháu Châu Văn Anh của cô, cháu đang quỳ trước linh sàng. Tay lời cho gia đình của ban tổ chức tang lễ. Sau khi làm lễ xong mời các bác ra bàn uống nước, chia buồn cùng tang quyến, gia đình xin trân trọng và cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ
Ngô Thị Ký. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa tiến chủ, được tiên cụ 250 về già, chúng tôi đại diện cho khối hội công ty xây dựng hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Thái Nguyên đến chia buồn sâu sắc cùng gia quyến để tưởng nhớ lòng thương xót. Xin phép cụ và gia đình cho chúng tôi mặc niệm một phút mặc niệm bắt đầu. Nước biển mênh mông mà thì không đong đầy tình mẹ. Mấy trời lòng chẳng phổ công cha. Cũng để kính thưa phong linh hương hồn cụ Ngô Thị Ký, kính thưa toàn thể tang gia hiếu quyến, khi nhận được tin cụ tuổi cao sức yếu, cụ đã ra đi về theo tiên tổ, lễ viếng của tập thể lớp 12D khóa 8487 trường Dương Tự Minh về chức linh sàng cổ, đặt vòng hoa tươi dâng lễ viếng tuần nhang thơm để rồi kính viếng vong linh hương hồn cụ và chia sẻ nỗi buồn, đau thương, mất mát cùng toàn thể tang quyến. Chúc cụ ra đi thanh thản về nơi suối vàng, an giấc nghỉ ngàn thu. Mong cụ phù hộ độ trì cho gia đình, cho anh em chúng con trên đời được mạnh khỏe, bình an. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, nay tập thể lớp đứng trước linh sàng cổ, xin kính cẩn nghiêng mình dành một phút mật niệm. Phút mật niệm xin được bắt đầu. Vâng, một phút mật niệm đã trôi qua. Truyền lời mời của gia đình của ban tổ chức tang lễ. Sau khi làm lễ xong, kính mời các bác ra bàn uống nước, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng toàn thể tang quyến. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Nhưng ai có ngờ đâu mẹ về với tổ tiên tiến na à, câu thôi đành ngà chấp nhận là vậy thôi. Mẹ về nỗi chim xuôi mắt là lòng chừng ra mà đổ trì mà thâu. Mẹ bỏ đi đâu. Chức linh sàng của mẹ, mẹ ơi,
là gia đình con là Ngọc Hằng. Mẹ ơi, tuy rằng thì mẹ chẳng sinh ra con, nhưng ân sâu nghĩa nặng con là con nuôi. Mẹ ơi, mẹ vẫn thường bảo rằng mẹ quý con, thương con thì cũng như người con đẻ trong gia đình. Ngày hôm nay vì tuổi cao sức yếu thì mẹ đã đi xa. Mẹ ơi, cũng là ngày hôm nay đây, cũng là dỗ 49 ngày của cha con. Nay ngày hôm nay con vắng mặt, giờ này đây Ngọc Hằng con mới về bên mẹ được. Ngày hôm nay xong công việc 49 ngày của bố con, nay con sang với mẹ thắp nén nhang thơm, con cầu cho mẹ về nơi suối vàng. Mẹ sông khôn thác thiêng, mẹ về phù hộ độ trì cho vợ chồng con là Ngọc Hằng được mạnh khỏe bình an. Con thấy con sáng với mẹ đây. Mẹ ơi, để rồi mẹ con mình được quây quần tâm sự bên mái ấm gia đình như những ngày qua. Sau khi làm lễ dâng hương xong,